El Nino, hỏa ngục nhân gian. El Nino là gì? Có phải là điềm báo hủy diệt tương lai nhân loại? Nếu nó là hậu quả của phát triển văn minh loài người, thì tại sao trong lịch sử cổ đại không có El Nino? Rốt cuộc, nguyên nhân sự thật và giải pháp nào để khắc phục hiện tượng El Nino? Ngay lúc này đây, hiện tượng El Nino có tác động ngày càng lớn đến thời tiết toàn cầu. Nếu như bạn là người hay quan tâm đến các tin tức thời tiết, chắc chắn rằng bạn đã từng không dưới một lần nghe nhắc đến hiện tượng El Nino. Với cái nóng khắc nghiệt, liên tục lập đỉnh nhiệt, xô đổ kỷ lục siêu nóng của lịch sử Việt Nam có nơi lên đến 44 độ, kéo theo nhiệt độ biểu kiến tăng cao hơn 50 độ. Nhiệt độ biểu kiến là nhiệt độ mà con người mình cảm nhận được, lúc nào cũng sẽ cao hơn nhiệt độ không khí môi trường. Từ đó rất dễ dẫn đến con người thì đột quỵ, suy gan suy thận, còn thiên nhiên thì hạn hán kéo dài. Các hồ thủy điện sẽ trơ gan cùng tế nguyệt và rồi điện năng không đáp ứng đủ các nhu cầu của người dân. Cúp điện, cúp nước sẽ luân phiên xảy ra. Tất cả chỉ có một mong chờ là sự đổ bộ của những cơn mưa, cơn bão nhiệt đới. Nhưng ác nghiệt ở chỗ là không có mỗi một trận mưa trong thời điểm diễn ra El Nino. Chính xác hơn là cũng có mưa đó, nhưng lượng mưa giảm hơn nhiều so với bình thường. Số cơn mưa nết như số subscribe của mọi người khi xem video này vậy đó. Vì thế muốn giải thoát nhân loại khỏi hiện tượng này thì hãy cùng bấm vào nút sub nhiều lên để tăng lượng mưa nào. Nói vậy thôi, chứ bọn mình không phải là bác sĩ kỳ lạ Dr. Strange đâu mà hô mưa hoang vũ. Nhưng khi bạn áp dụng những kiến thức trong bài này thì thật sự sẽ góp phần giảm bớt El Nino, và một khi càng nhiều người áp dụng thì hiện tượng này sẽ càng bớt khốc liệt, tần suất sẽ càng giảm đấy. Số 1. El Nino là gì? Hiện tượng El Nino theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con trai, thường được sử dụng để chỉ Chúa Giêsu Kitô. Và hiện tượng này có tên gọi El Nino vì nó thường xảy ra những tháng dịp Giáng sinh, là một thuật ngữ của ngành khí tượng học để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, gây ảnh hưởng đến thời tiết trên phạm vi toàn cầu. Do nhiệt độ bề mặt của Thái Bình Dương ở mức cao, dẫn đến năng lượng dưới dạng nhiệt được giải phóng vào khí quyển, gây ra một hiện tượng nóng lên của khí hậu toàn cầu. El Nino thường gắn với một quá trình lớn của khí quyển, đại dương, là dao động nam bán cầu và được gọi chung là ENSO. Và vì mức độ vĩ mô của El Nino, nên dù thời điểm bắt đầu là Giáng sinh năm trước, nhưng tầm ảnh hưởng của nó là cả một năm tiếp theo, đỉnh điểm là giai đoạn mùa hè, khi trời đổ nắng và mưa tắt hẳn. Số 2. Hiện tượng El Nino bao giờ xảy ra? El Nino xảy ra mỗi 3 đến 5 năm cho một lần, nhưng có thể đến thường xuyên hơn như mỗi 2 năm. Rất hiếm trường hợp không xảy ra trong vòng 7 năm. Thông thường, El Nino xảy ra thường xuyên hơn La Nina. Mỗi lần xuất hiện thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng. Nó thường bắt đầu hình thành vào mùa xuân, tầm giai đoạn Giáng sinh như tên gọi, lan tỏa mạnh vào giữa tháng 12 và tháng Giêng, sau đó phân rãi ở những tháng của năm sau. Tên gọi El Nino được sử dụng đầu tiên vào năm 1892 tại Tây Ban Nha để đánh dấu cho hiện tượng khắc nghiệt này. Còn tại Việt Nam thì chỉ mới cách đây khoảng 10 năm, người dân mới dần được phổ biến nghe đến tên gọi này. Và không phải đó là một hiện tượng mới xuất hiện, mà chúng đã hoành hành trái đất từ thời cổ đại, thậm chí còn xa hơn nữa. Hiện tượng này không phải là hậu quả của nền văn minh nhân loại nha. Số 3. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng El Nino là gì? El Nino là một hiện tượng thiên nhiên, chứ không phải do con người tạo ra. Tuy nhiên đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp hoàn toàn thống nhất những nguyên nhân chủ yếu liên quan tới gió tính phong đông nam suy kém. Sau khi gió tính phong đông nam thổi sát gần xích đạo nam bán cầu suy kém, nước lạnh ở tầng khu vực Thái Bình Dương sẽ bị hạn chế nổi lên, thậm chí thôi hoạt động, từ đó hình thành nhiệt độ nước biển ở phạm vi lớn gia tăng. Bề mặt biển trở nên nóng ấm khác thường, khi đó dòng nước biển xích đạo truyền thống và hoàn lưu khí quyển phát sinh khác thường, từ đó kéo theo lượng mưa và hướng gió cũng thay đổi. Sự tự quay của trái đất. Sự biến hóa tốc độ tự quay trái đất trong khoảng thời gian ngắn tỷ lệ nghịch với sự biến hóa nhiệt độ mặt biển ở phía đông Thái Bình Dương, tức là khi tốc độ tự quay trái đất tăng tốc, nhiệt độ mặt biển hạ xuống thấp. Trái lại, lúc tốc độ tự quay trái đất giảm chậm lại thì nhiệt độ mặt biển lại lên cao. Điều này nói rõ ra rằng việc trái đất giảm tốc độ tự quay có khả năng là nguyên nhân chủ yếu hình thành hiện tượng El Nino. Số 4. Các hiện tượng El Nino xảy ra. Từ năm 1900 tới nay, đã phát sinh ít nhất 30 sự kiện El Nino. Trong đó, năm 1982 đến năm 1983, năm 1987 đến năm 1998 và năm 2014 đến 2016 là những sự kiện mãnh liệt nhất từng được ghi chép. Năm 2019, hiện tượng El Nino diễn ra khi nhiệt độ nhiều nơi trên trái đất cao kỷ lục. Còn sang năm 2020, trái đất lại chuyển sang hướng chịu La Nina. Đó là một hiện tượng đối nghịch lại của El Nino khi nhiệt độ toàn cầu suy giảm, rét đậm rét hại tấn công loài người.
Dù El Nino là hoàn toàn tự nhiên, nhưng tác động của con người đã làm trầm trọng và cực đoan hơn hiện tượng thời tiết này. Năm 2023 đến 2024, nhiều nhà khoa học cho rằng nhiệt độ trung bình trên thế giới có thể đạt mức kỷ lục do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Và sự thật như thế nào thì mọi người cũng đã rõ. Nhưng cái ghê gớm ở chỗ, các nhà khoa học chỉ có thể dự báo được nền nhiệt độ, chứ không dự báo được đỉnh nhiệt độ hay là số lần chạm đến đỉnh nhiệt độ của hiện tượng El Nino này. El Nino thường có liên hệ với những năm có nhiệt độ trung bình đạt mức cao kỷ lục, mặc dù chưa biết chắc chắn hiện tượng này sẽ xuất hiện vào năm 2023 hay 2024, nhưng tôi nghĩ tình trạng tăng nhiệt độ nhiều khả năng sẽ xảy ra. Đây là lời nói của một nhà dự báo khí tượng thủy văn. Giờ các bạn đã có thể kiểm chứng được rồi chứ? Số 5. Tác hại của hiện tượng El Nino. Tác động chính của hiện tượng El Nino là xảy ra trong và xung quanh các vùng nhiệt đới. Khi xuất hiện, El Nino gây ra những thiên tai nặng nề như mưa lớn, bão, lũ ở vùng này, nhưng lại gây ra hạn hán, cháy rừng ở vùng khác, làm thiệt hại lớn về người, thảm họa về kinh tế xã hội và đặc biệt là những thiệt hại không thể khắc phục về môi trường. Ví dụ như, khi El Nino xảy ra ở Nam Mỹ sẽ gia tăng mạnh các nguy cơ lũ lụt trên bờ biển phía Tây và nguy cơ hạn hán trên các phần của bờ biển phía Đông. Ở các nước phương Đông như Ấn Độ và Indonesia có sự gia tăng và chủ yếu là hạn hán. Còn tại Việt Nam thì sao? Thì tự lên dự báo thời tiết mà xem nha, chứ không lại bảo bọn mình copy content thì khổ quá khổ với mấy thanh online. Số 6. Hiện tượng El Nino có lợi như thế nào? Ở Việt Nam, nghiên cứu chuỗi số liệu trong vòng 50 năm gần đây, trong những năm có hiện tượng El Nino hoạt động khá mạnh thì nắng nóng, khô hạn kéo dài, mùa mưa đến muộn, lũ lụt ở mức sấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ít hơn trung bình. Rõ ràng là có lợi, bão ít hơn, biển êm hơn thì công ăn việc làm của các ngư phủ cũng ổn định hơn, còn lũ lụt ít hơn thì sẽ hạn chế được vấn đề nghệ sĩ quyên góp từ thiện, bớt được sự kiện Phương Hằng Hoài Linh, chính xác là bà con miền Trung sẽ đỡ nỗi lo hơn. Rõ ràng không phải El Nino lúc nào cũng gây ra tai họa cho con người. Cách đây hơn 5.000 năm, ngư dân Peru thậm chí còn coi El Nino là tin mừng, bởi nước biển lúc bấy giờ tăng lên đủ ấm để vi sinh vật phát triển, làm phong phú thêm thức ăn cho cá biển. Nhờ vậy, ngành đánh bắt cá của các nước ven biển Nam Mỹ phát triển mạnh. Năm nào hiện tượng El Nino không làm cho nhiệt độ nước biển tăng lên quá cao thì năm đó sẽ có mùa cá bội thu. Ngoài ra, El Nino còn làm cho một số hoang mạc khô cằn nhất thế giới như Atacama, Nam Mỹ có những trận mưa lớn giúp cho thực vật nơi đây phát triển đáng kinh ngạc. Số 7. Một số giải pháp khắc phục El Nino. Biến đổi khí hậu làm cho hiện tượng El Nino xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn, càng cực đoan hơn. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành một thách thức lớn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, buộc chúng ta phải có những biện pháp làm hạn chế sức ảnh hưởng của hiện tượng này, hoặc nói đúng hơn là ngăn chặn tác hại và tận dụng nguồn lợi từ El Nino. Cơ bản như khai thác tất cả tiềm lực văn minh nhân loại để dự báo thời điểm chính xác xuất hiện, dự báo đường đi và sức công phá, hay như không tiến hành các hoạt động làm trầm trọng thêm cho El Nino như phá rừng, thải khí carbonic vào không khí, chuẩn bị những điều kiện tối thiểu để sống chung với El Nino, ví dụ như xây nhà phao tránh lũ đối với vùng lũ hay như dự trữ nước đối với vùng khô hạn. Việc giữ gìn vệ sinh, tăng cường cây xanh, phủ bóng mát khu vực đô thị cũng cần thiết để hạn chế tạo nên đảo nhiệt trong thành phố như hiện nay. Rồi bật máy lạnh nhiệt độ vừa phải, tiết kiệm năng lượng cũng là một giải pháp. Nhưng điều đáng tiếc là không phải ai cũng có thể nghe đến khúc này, chưa kể là nghe xong thì tỷ lệ áp dụng cũng không cao. Thế nên tuyên truyền là vậy đó, chứ để mọi người có thể thực hiện theo thì lại không. Suy cho cùng, con người cũng không sống được bao lâu, cũng chỉ sống tạm bợ ở mướn trên trái đất này mà thôi. Mà ở mướn thì phải biết giữ gìn để người sau còn có cái sử dụng, và đó là một suy nghĩ rất ư là quý tộc. Thế nên mình sống hèn mọn thì chẳng cần quan tâm, có đúng không mọi người? Hãy cùng chờ xem nha.